Gia đình em Thảo chiên khách hàng 10 chậu hoa lan phi điệp năm cánh trắng, hiển oanh hàng gieo hạt hay gọi là năm cánh trắng HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa có mặt bông mẹ rất là đẹp, thân nó màu xanh và hiện nay thì cái dòng lá của nó là dòng lá xếp nhé cả nhà nhé. Dòng lá xếp rất là đẹp và bình thường thì em chỉ bán chậu một thân đến hai thân đúng không ạ? Riêng ngày hôm nay em đã lựa ra được 10 chậu có cái thân rất là đẹp. Cây cao khoảng từ 15 cho đến 20 cm, rất là đẹp ạ. Đó, anh chị em có nhìn thấy đấy ạ, em Thảo vừa phun nước vôi trong xong nên là nó còn hơi trắng này. Đó, rất là xinh. Đó, 10 chậu em bán với giá 230.000. Và cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm thì có thể là gọi điện cho em Thảo nhá. Em chỉ có chi ân được 10 chậu này thôi ạ. Bình thường em bán chậu như thế này, em bán chậu một thân đúng không ạ? Chậu một thân như thế này là giá là 280.000 đúng không ạ? Anh chị em nào mà nếu mà theo dõi em thì có biết đúng không nào? Đây ạ. Đó. Và có một cái điều đặc biệt ở cái cây này, đó chính là nó là cái dòng lá xếp rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Cái dòng lá này nó đẹp hơn so với những cái lá bình thường. Xếp xinh lắm. Đó, còn nếu mà chúng ta khi mà nó lớn lên ấy, lá nó sẽ xếp như này này. Đó, xếp lên tắp như này xinh chưa ạ? Rất là đẹp luôn đấy ạ. Gia đình em Thảo ngày hôm nay tri ân khách hàng 7 chậu phi điệp lá mít 4N với giá bình thường em Thảo bán là 315.000. Hôm nay em bán tri ân với giá 250.000 ạ. Cho cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng hoa lá mít 4N này. Cái dòng hoa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Có cái bộ lá rất là xinh và có cái thân xanh để cho chúng ta săn năm cánh trắng đúng không ạ? Đó, xinh lắm, mỗi một chậu gồm có một thân. Cũng có một thân thôi ạ. Nhưng mà thân của nó cao trên 40 cm, từ 40 đến 45 cm nhé cả nhà nhé. Cái dòng lá mít rất là đẹp luôn. Gia đình em vừa mới phun nước vôi trong xong nên nó còn hơi trắng trắng ạ. Đây ạ. Đó. Bình thường em bán là 315.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em chi ân khách hàng chỉ có 250.000 thôi. Và hiện tại thì em chỉ chi ân là 7 chậu thôi ạ. Nên là cô chú anh chị nào mà khi mà em bán hết 7 chậu này thì sẽ quay trở về giá cũ nhé. Để chiên khách hàng ngày hôm nay, gia đình em Thảo có chọn ra 10 cây phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ đẹp nhất gồm có 3 thân để tri ân đấy ạ. Và cô chú anh chị khi mà mua năm cánh trắng Phú Thọ với giá bình thường là 280.000, 260.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 230.000, tức là sẽ giảm được 50.000 đúng không ạ? Và hiện tại thì em Thảo chỉ có 10 cây loại 3 thân như này thôi. Nên là anh chị em nào mà muốn mua được cây đẹp mà giá còn mềm thì hãy gọi điện cho em Thảo nhé. Hiện tại thì em chỉ còn có 10 cây để em bán tri ân thôi. Đây ạ, thân rất là đẹp, thân xanh nhé cả nhà nhé. Đó, rất là xinh luôn. Đấy, xinh lắm. Đó, có 10 cây rất là đẹp luôn. Chính là cây 2 thân của nhà em này. Đó, toàn cây 2 thân đây ạ. Đấy ạ, đó. Nên là anh chị em có thể nhìn thấy là dòng 3 thân rất là đẹp luôn đúng không nào? Hoa lan Đa Châu hay gọi là Nghinh Xuân hay gọi là Ngọc Điểm là một trong những cái dòng hoa lan cực kỳ được nhiều cô chú anh chị quan tâm, bởi vì hoa của nó nở vào Tết và là một trong những cái dòng hoa có mặt bông thơm, đẹp và nở rất là bền. Và cái dòng hoa này thì nở vào Tết nên là được nhiều cô chú anh chị quan tâm. Em có dòng Đa Châu của Thái để giao lưu với cả nhà. Đó, Đa Châu này là Đa Châu nhỡ, không phải là Đa Châu bé tí như đợt trước đâu ạ. Nếu mà theo về cái Đa Châu mà ngày trước em Thảo bán 30.000 một cây, đây là Đa Châu mầm non, còn đây là Đa Châu cuối cấp tiểu học luôn rồi đấy ạ. Cây Đa Châu nhỡ rất là khỏe. Đó, rất là khỏe cây và cũng rất là xinh nữa này. Là màu sổ số nhá cả nhà nhá. Em bán với giá cũng rất mềm luôn. Ngày bình thường em Thảo bán 65.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ còn có 2 cây này thôi nên là em Thảo sẽ bán giá rẻ hơn, mềm hơn này. Cây của nó này, mỗi lá của nó chưa quá là to nhưng mà cây nó rất là khỏe. Đó, xinh lắm, rất là đẹp luôn, nói chung là rất là đáng yêu. Em bán với giá là 50.000 một cây thôi, em ship từ 3 cây nhé cả nhà nhé. Đó, cây đẹp lắm, xinh xinh xắn dễ thương này. 1, 2, 3, 4 cặp lá rồi này. Đẹp ạ. Đó, đẹp. Mê cực là mê luôn đó. Nên là anh chị em nào quan tâm thì có thể là sưu tầm nhá, em không có nhiều đâu, em chỉ còn bằng này thôi. Như đợt vừa rồi là ngày hôm qua đúng không ạ? Ngày hôm qua em còn giao lưu với cả nhà là 10 khay, ngày hôm nay chỉ còn có 2 khay thôi đấy ạ. Phi điệp ta ly lưới đỏ là một trong những cái dòng hoa ở vùng Di Linh được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm, hoặc bởi vì mặt bông này rất là đẹp,
nở ra có mặt bông mẹ mới cực kỳ là xinh luôn. Mỗi một chậu khoảng từ 1 đến 2 thân tơ, cây rất là khỏe như anh chị em có nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Mặt bông rất là đẹp nhá. Đó, bình thường bán 200.000, ngày hôm nay em bán giá gọi là giá thanh lý luôn đấy ạ. Đó. Em bán với giá là 150.000 một cây thôi. Anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Em chỉ còn có 2 cây thôi, tức là 30 cây nữa là hết hàng rồi. Đó, cái dòng hoa cây khỏe nhá, chỉ cần chúng ta thay ra một cái chậu mới thôi là nó cực kỳ là xinh luôn rồi đấy ạ. Đó, rất đẹp luôn này. Đấy, bán giá rất đẹp luôn đấy, 150 một cây thôi ạ. Ngày hôm nay em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa mà em Thảo đã tìm hiểu rất là lâu rồi. Đó chính là lan đuôi công. Khi nở hoa ra thì nó xòe ra giống như một đuôi công đúng không ạ? Và cái dòng hoa này bản thân em Thảo rất là thích. Và cái dòng hoa này thì hiện nay trên thị trường rất là có ít thôi, nên là khi mà chúng ta tìm hiểu trên Google hoặc là trên các thông tin trên mạng ấy thì nó sẽ không có nhiều về cái dòng hoa này. Và thực chất ra thì nó là cây báo hỷ lai Thái, họ rất là giỏi, công nghệ của họ rất là cao và họ đã lai ra một cái dòng hoa thật là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là xinh, mặt bông rất là đẹp ạ. Mỗi một chậu khoảng từ 3 cho đến 4 thân tơ. Rất là xinh tươi. Đó. Và có một số cây nó đã thắt ngọn để chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Đó, và bản thân em Thảo cũng sưu tầm, và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Bởi vì là hàng thì em cũng không có nhiều đâu, nên là cô chú anh chị nào quan tâm thì chúng ta có thể lấy. Đây. Đó. Xinh lắm. Nói chung là em rất thích luôn. Đấy, sau bao nhiêu sự chờ đợi thì em mới lại có hàng tiếp đấy. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có cái dòng chồn, dáng hương đuôi chồn màu tím này, cả nhà có nhìn thấy này. Đây là dòng hoa của Thái, mặt bông cực kỳ là xinh như anh chị em có nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Và cây này là cây nhỡ nhá, khoảng từ 4 cho đến 5 cặp lá, 1, 2, 3, 4 này, rất là đẹp luôn. Đó, em bán giá cũng rất là mềm. Đó, đấy. Em bán với giá bình thường 200.000 một cây được không ạ? Hôm nay em chỉ bán với giá 170.000 một cây. Mua 2 cây như thế này, em bán với giá là 300, tức là 4 cây nhá. Mỗi một chậu gồm có 2 cây này. Và cái dòng chồn này là cái dòng sưu tầm thôi ạ. Đó, được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không nào? Bây giờ chúng ta cứ thấy mặt bông đẹp và chúng ta sưu tầm đúng không ạ? Xinh lắm, cây khỏe. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà Nam Cánh Trắng Hòa Bình, hàng gieo hạt của gia đình em. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó, cây lá mít Hòa Bình. Và đây là một cái cơ hội cho cô chú anh chị để săn năm cánh trắng nhé cả nhà nhé. Và mọi người biết rồi đúng không ạ, khuôn bông đẹp thì nó cho ra mặt bông nào nó cũng xinh. Và riêng đối với dòng phi điệp, ở một cái vùng đất giống nhau mà hai cây nó đứng ở cạnh nhau thôi là hoa của nó cũng đã khác nhau rồi. Và cây hoa lan hàng gieo hạt này cũng vậy, nó không có bông nào nó giống với bông nào cả. Đó, và đây là cái dòng chơi thân thì cực kỳ là xinh, và là cơ hội để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp thì cũng rất là cao, bởi vì là cái thân của nó là thân xanh. Nhà có nhìn thấy thân xanh này. Thứ hai nữa đó chính là cái lá của nó rất đẹp. Đó. Cái đợt vừa rồi tháng 3 ấy, em bán cái cây bé xíu xíu, xíu ấy, em bán là 90.000 một cây, nó nhỏ nhỏ gần bằng cái cây gốc cây này này. Có một thân thôi, em bán 90.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán mỗi một chậu khoảng từ 4 cho đến 5 thân tơ, tính là từ 3 đi. Đấy, nhưng mà chủ yếu là từ 4 đến 5 thân tơ. Em bán với giá ngày hôm nay rất mềm, 270.000. Mua 2 chậu em bán 500.000 nhé cả nhà nhé. Đấy, cây Nam Cánh Trắng Hòa Bình, hay gọi là cây mít đồng xu nhé cả nhà nhé. Xinh lắm, cây này ngọn của nó xanh lét luôn. Đó, có cơ hội cho chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Em thì em không có nhiều đâu, nên là anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể là mua về để sưu tầm. Và bản thân em Thảo cũng có để sưu tầm mấy cây đấy ạ. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những cái cặp đai châu trắng rất là xinh đúng không ạ? Nếu mà nói về đai châu thì mọi người biết rồi, màu đắt nhất là màu hồng cánh sen. Và sau đấy là mới đến màu trắng đúng không ạ? Cũng giống như phi điệp, có kỳ chỉ là 50.000 nhưng mà cũng có kỳ là lên đến 200 triệu trên 1 cm. Ví dụ như là phi điệp Nam Cánh Trắng Bảo Duy đúng không ạ? Và phi điệp Nam Cánh Trắng Phú Thọ là 7 triệu này. Phi điệp Hồng Mỹ Nhân, Hồng Yên Thủy là 15 triệu trên 1 cm đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa rất là xinh của dòng đai châu. Và đây là những cái cặp đai châu trắng. Một cây của nó thì sẽ gồm có, một chậu của nó sẽ gồm có 2 cặp này. Có cây to, cây bé nhé cả nhà nhé. Đó, cây to của nó này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đó, toàn là từ 5 đến 7 cặp lá, 1, 2, 3, 4, 5 này. Rất là xinh nhá.
Đó, và cái cỡ của nó thì em sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Em bán là 950.000 một cặp, giống như cái đợt vừa rồi, cái cặp đai châu màu đỏ em không có bán cơ. Đó. Và lá của nó này khoảng từ 5,5 cho đến 6 cm. Cái lá của nó. Đó. Rất là xinh. Nói chung là anh chị em mà đi lên trên nhà em để xem trực tiếp thì nó sẽ ok hơn, là ưng là chúng ta lấy luôn đúng không ạ? Đó, đẹp. Đấy. Đẹp không ạ? Rất là xinh nhá. Vì là vườn ngoài nhà em chật quá rồi nên là em phải lấy vào trong nhà để em quay để cho cả nhà có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đồng thời là ngày mai em sẽ đóng hàng gửi cho cả nhà luôn. Và đây là những cái cặp đa châu màu đỏ của nhà em lẫn với màu trắng này, có hai có cặp thì màu đỏ này. Đó, còn đây là màu trắng với màu đỏ. Nói chung là những cái nhìn những cái hàng lá của gia đình em ấy là cái lá nó là dòng lá ngắn, đẹp lắm, rất là xinh luôn. Đó, đây cũng là màu đỏ này. Đó. Cái đây. Đó. Xinh quá. Em bán là 950.000 một một cây nhá, một chậu gồm có là hai cây đấy ạ, em bán theo chậu nhá cả nhà nhá. Và tiếp theo đây ạ, cả nhà có nhìn thấy không, những cái cây đai châu rất là đẹp, màu hồng cánh sen của gia đình em Thảo. Vừa mới về hàng xong đấy ạ. Đấy, em sẽ đo cho cả nhà xem cái kích cỡ của nó nhá, và hiện tại nó đang có nụ để cho bông rồi. Đó. Đẹp lắm. Đây này. Đẹp. Xinh không ạ? Và cái cỡ của nó này. Này. 40 này, cao này. Đây là một cái cây mẹ ôm con nhé cả nhà nhé. Đây này, có mọc cả cây con ở dưới này. Đó. Đây. Đây này này, đây là có hai con đấy. Nói chung là toàn là mẹ ôm con thôi. Em sẽ đến xem nó bao nhiêu cặp lá nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cả cây này là 9 này. Đó. Xem cây bên này xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, toàn trên 8 cặp lá thôi. Đây, xinh lắm, em thì không có nhiều. Đó, đây là hàng VIP của nhà em nhá. Em bán là 1 triệu 8 một cây. Anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta có thể lấy. Đây là hàng sưu tầm đấy ạ. Đó, em không có nhiều đâu. Đây này, mua thì em sẽ tặng kèm luôn cái chậu luôn nhá. Đấy ạ. Cái chậu gỗ rất là đẹp. Về anh chị em thả vào trồng như này luôn. Đó, xinh lắm, toàn là cây mẹ ôm con nhé cả nhà nhá. Đó, toàn cây mẹ ôm con thôi, rất là đẹp. Và cái dòng này là dòng hàng VIP luôn ạ. Thật sự khủng luôn. Đó, em cũng có để lại để có nụ luôn này này. Nào có nhìn thấy không ạ? Em đã phun kích nụ rồi này. Một nụ, hai, ba này. Một này. Đó, phun kích hoa rồi. Hoa nó sẽ nở to và đều. Đó, hiện tại em có 5 cặp cho 5 cô chú anh chị nào quan tâm đến nhá. Và đây chính là cây đa châu màu đỏ chấm bi của gia đình em Thảo, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, xinh lắm là xinh luôn. Đây chính là cái dòng đa châu lai với cây vanda. Đó, cả nhà có nhìn thấy là vẫn là dáng của cây đa châu và vẫn có cái dáng của vanda đúng không ạ? Rất là đẹp nè. Đó, và nó là lấy những cái điểm đẹp của cây đa châu với cây vanda tạo thành một cái cây cực kỳ là xinh. Hoa của nó như là cả nhà nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và có cái bộ rễ gió cực kỳ là dài luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn, xinh lắm. Đó, mỗi một cây như cả nhà có nhìn thấy đây. 7 cặp lá này. Đó, cây nào nó cũng xinh như cây nào, 6 đến 7 cặp lá này. Đó, đẹp lắm luôn đấy. Đó, em bán là 260.000 một chậu. Mua 2 chậu là 500.000 nhá cả nhà nhá. Xinh là xinh luôn đấy. Em thì không có nhiều đâu. Đó, cây này toàn là 7 cặp lá thôi, xinh lắm. Bản lá của nó này. Đó. Rất đẹp. Đai châu đỏ chấm bi. Và đây chính là cặp đôi hoàn hảo đai châu hồng chớp và đai châu hương vàng sắc nguyệt. Và cái dòng hoa này lần đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam mình đấy ạ. Nó là kết quả của 3 dòng hoa đẹp nhất lai với nhau, đó chính là đai châu này, vanda và dáng hương Bangkok Sunset đúng không ạ? Hay gọi là hoàng tử đấy ạ. Và đây là một cái dòng hoa rất là thơm, hoa nở được vài lần trên một năm. Và cái dòng hoa rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ? Và gia đình em Thảo thì bán thì toàn là những cái cây có màu rất là đẹp và đặc biệt đúng không ạ? Đây cả nhà có thể nhìn thấy này, cây của nó. Đây ạ, 1 cặp này, 2, 3, 4, 5. 5 cặp lá trở lên nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cây của nó không phải là chơi, không phải là quá to. Nhưng mà riêng cái dòng này chơi thân thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Chúng ta có thể ghép vào lũa hoặc là chúng ta trồng vào giỏ nó đều xinh hết nhé cả nhà nhé. Đó,
Và em có hai cây, đây chính là cây hồng chớp nhé cả nhà nhé. Đây là cây hồng chớp mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và tiếp theo đây chính là cây hương vàng sắc nguyệt ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đây ạ. Đây ạ. Cả nhà có nhìn thấy ở trên màn hình đây có mặt bông nó đẹp đúng không ạ? Cây của nó rất là giống nhau. Và gia đình em sẽ phân biệt bằng cách là gia đình em sẽ ghi vào trong cái thẻ này cho anh chị em có thể là nhận biết nhé cả nhà nhé. Đó, hoặc là em sẽ ghi bút mực vào. Đó. Và em bán mỗi cây là 250.000 một cây ạ. Mua 2 cây là 1 cặp đôi đấy thì em sẽ bán với giá là 450 nhá. Nếu mà mua 1 cặp đôi đấy ạ. Đó, nếu mà mua 1 cặp đôi là như thế này. Đó. Đây là dòng hoa cho anh chị em nào muốn săn bệt đấy ạ. Đó, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? À, mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Em Thảo vừa mới phun nước vôi trong xong. Đó, cây cao khoảng từ 2 cho đến 3 cm, 4 cm thôi ạ, không quá là cao đâu nhá cả nhà nhá. Đó, cái dòng hoa này thì rất là đẹp luôn đó. Đó, cây này, cây đẹp lắm, khỏe luôn. Đó. Em bán bình thường là em bán là 80.000 một cây đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán là 70.000 một cây thôi. Mỗi một chậu khoảng từ 2 đến 3 thân tơ nhé cả nhà nhé. Cây xinh xắn dễ thương như em Thảo đang cầm ở trên màn hình này đấy ạ. Đó, đây là hàng gieo hạt phi điệp châu Như, mặt bông rất đẹp. Và em Thảo xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và muốn sưu tầm về để chúng ta đặt ở trên bàn làm việc, rất là xinh xắn và dễ thương đúng không ạ? Đó chính là cây hồ điệp lá biên. Như anh chị em có thể nhìn thấy ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó. Và đây ạ, đây là mỗi một cây khoảng từ 5 cho đến 6 lá, cây nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Về chúng ta bỏ ra cái chậu nhỏ nhắn hơn thì nó sẽ rất là xinh và nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, em bán là 90.000 một chậu. Mua 3 chậu là 250.000 nhé cả nhà nhé. Xinh lắm luôn đấy. Đấy. Cây này rất là đẹp luôn. Giờ nhìn nó nhỏ nhắn dễ thương thế này là muốn bao bọc luôn đấy ạ. Em Thảo đang cầm ở trên tay này đây chính là cái dòng hoa Denso Phát Tài. Một cái dòng hoa được ưa chuộng nhiều nhất vào trong dịp Tết. Bởi vì người ta quan niệm khi mà chúng ta cắm cái dòng hoa Denso này ở trong nhà thì sẽ thu hút may mắn và tài lộc về đến gia đình của mình đúng không ạ? Và cái dòng hoa này cây của nó cao không quá là cao, nó chỉ cao khoảng từ 12 cho đến 13 cm thôi. Cây hàng làm giống và như anh chị em biết rồi đúng không ạ? Mặt bông của nó rất là đẹp. Và hiện tại em Thảo bán hàng bông xổ số nhá. Chủ yếu là da màu hồng rất đẹp. Đó. Và cô chú anh chị nào mà yêu mến thì có thể sưu tầm. Bình thường em Thảo bán từ 130 cho đến 150 một chậu. Ngày hôm nay em Thảo bán rất là mềm ạ. Đó, 200.000 được 2 chậu nhá cả nhà nhá. Đó, chỉ là 100.000 một chậu thôi. Và hiện tại thì em Thảo chỉ còn có 3 khay, tức là còn khoảng tầm gần 50 chậu để cho cô chú anh chị có thể là sưu tầm. Đẹp, đẹp lắm. Đó. Em Thảo ship từ 2 chậu nhé cả nhà nhé. Denso đẹp lắm luôn đó. Đó, vừa mới về và cái lô này thì em bán giá rất mềm luôn. Nên anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta tranh thủ để sưu tầm nhé. Dòng hoa này dễ sống, dễ chăm và hoa của nó cũng rất là bền luôn. Ngày hôm nay gia đình em Thảo sẽ thanh lý những cái chậu kiếm vàng, kiếm đỏ của Thái Lan gia đình em. Và những cái cây trong quá trình vận chuyển nó bị gập, bị gãy hoặc là bị ủng đấy ạ. Bởi vì nó bị gập xuống thì nó sẽ dễ bị ủng ấy, thì gia đình em Thảo đều cắt và em sẽ bôi keo liền sẹo cho cây. Đó. Và bình thường em bán 280.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giá cực kỳ là mềm luôn. Đó, em bán là 180.000, ví dụ như cây này chẳng hạn. Đó, thì em sẽ cắt đi và em bôi keo liền sẹo vào. Đó. Cả nhà các bạn nhìn thấy là những cái chậu kiếm rất là đẹp nhá. Nhưng mà nó hơi bị lỗi một chút xíu thì em sẽ bán với giá là bị lỗi nhá. Bình thường là em bán với giá là 280. Ngày hôm nay em bán với giá thanh lý là 200.000, mua 2 chậu em bán là 350 nhá cả nhà nhá. Đó đây ạ. Đây là những cái chậu mà gia đình em Thảo đang tìm ra và bôi keo liền sẹo. Đó. Và cách đây khoảng tầm 3 ngày thì gia đình em cũng vừa mới phun nước vôi trong xong. Nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm nhá. Và khi mà chúng ta nhắc đến dòng hoàng thảo thì chúng ta không thể là không nhắc đến em hoàng thảo chấm tím này đúng không ạ? Có mặt bông thơm, nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất và thơm nhất đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì còn có một số chậu nó ít mầm một chút và nói đây là hàng lô cuối nên là em bán thanh lý nhá đấy ạ. Mỗi một chậu khoảng từ 7 thân tơ, 7 đến 10 thân tơ. Và thân tơ của nó này, thân tơ của nó không quá là cao đâu ạ, nó còn nhỏ nhá. Đó. Cao khoảng từ 4 cho đến 5-6 cm này. Đó. Khoảng tầm 6 có này. Cái này thì 10 thân tư này, 10 thân.
Nói chung là toàn là từ 7 thân tơ này. Cái này cũng, đây là ít thân tơ để lại này. Đó. Đó. Chủ yếu là từ trên 7 thân tơ nhé cả nhà nhé. Đó. Đây. Em hiện tại thì có khoảng tầm chục chậu để em thanh lý. À, thanh lý thì bình thường em bán 300.000 một chậu đúng không ạ? Ngày hôm nay thì em bán thanh lý chỉ có 200.000 một chậu thôi. Anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Đó, 200.000 một chậu thôi ạ. Đó. Đây ạ. 200.000 một chậu trầm tím nhá. Đó. À, trầm thì là một cái dòng hoa rất là có giá trị đúng không ạ? Riêng hàng kg của nó thôi ạ. Nếu mà riêng đối với hàng rừng bên Lào thì đã là 1 triệu rưỡi một cân. Còn hàng Myanmar thì khoảng 900 đến 1 triệu một cân rồi đúng không ạ? Đó, và cái dòng trầm này thì là một trong những cái dòng trầm rất là sống dai. Nên là anh chị em nào mà chúng ta muốn những cái chậu thuần sẵn như này thì chúng ta có thể mua về để chúng ta trồng. Đó là việc tưới nước và chúng ta chăm thôi ạ. Ngày hôm nay em Thảo xin chia sẻ với cả nhà một cái dòng hoa đem lại may mắn, tài lộc cho người trồng. Đó chính là hoàng tử áo đỏ. Chính vì nó đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng nên là được rất nhiều cô chú anh chị mua về để tặng quà tân gia, khai trương cửa hàng. Hoặc là chúng ta treo ở các nhà vườn, ở công ty đều rất là đẹp đúng không ạ? Để thu hút tài lộc và may mắn về bản thân mình đúng không nào? Và hiện tại gia đình em Thảo đang cung cấp mỗi chậu hoa hoàng tử áo đỏ rơi vào khoảng tầm 5-6 cặp lá này. Cả tính cả lá ngọn là 7 cặp lá này. Đó. Đẹp, mỗi một chậu như thế này. Đợt vừa rồi thì em có phục vụ cho anh chị em rất nhiều đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái đợt vừa rồi thì em còn có 8 cây. Thì em có thanh lý với giá chỉ có 230.000 đúng không ạ? Bình thường em bán 260-300 đúng không ạ? Hôm nay em cũng bán giá rất là mềm. Cây thì xinh, giá thì mềm. 230.000 một cây. Mua 2 cây là 400.000 nhé cả nhà nhé. Hoàng tử áo đỏ như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Có cái bộ rễ rất là dài. Đây là rễ gió nhé cả nhà nhé. Rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Đó. Em bán với giá là 230.000, mua 2 cây là 400. Hoa nở vào Tết. Và cái dòng hoa này ghép cũng được mà trồng cũng xinh nhá. Cây cực kỳ là đẹp luôn, cả nhà có nhìn thấy đây. Cây nó ra rộng khoảng tầm bằng cái lá cáo thôi, khoảng 3-4 cm, rất là đẹp. Riêng cái dòng này chơi thân thôi là đã xinh lắm rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay em Thảo vừa mới về thêm hải yến màu xanh. Cái mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Cây này có thể chơi lá, chơi rễ được luôn nhá. Hoa của nó cũng rất là xinh. Như anh chị em có nhìn thấy. Và em bán với giá là 240.000 một chậu hải yến màu xanh rất đẹp. Đó. Và đây chính là cây giáng hương Korat Koki của gia đình em Thảo này. Mỗi một chậu của nó đã rơi vào khoảng tầm 4-5 cặp lá nhé cả nhà nhé. Chủ yếu là 4 cặp lá này. Đó, có mặt bông y hệt như anh chị em có nhìn trên màn hình này đây. Đây là hàng làm giống. Em bán với giá là 130.000, mua 2 cây là 250.000 nhé cả nhà nhé. Đó, giáng hương Kora Koki, hàng của Thái, cây rất đẹp, mặt bông rất xinh đúng không ạ? Và ngày hôm nay em Thảo lại về thêm hạc vĩ màu trắng tinh khôi, là một cái dòng hoa đột biến được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Và đây là hàng của Thái nhé cả nhà nhé. Và mặt bông thì chắc chắn là sổ trắng nhé cả nhà nhé. Đây ạ, xinh lắm luôn ấy. Mỗi một chậu khoảng từ 2-3 thân tơ. Và mỗi một chậu của nó cũng chưa cao lắm đâu. Đây ạ, khoảng từ 10-15 cm thôi này. Nhỏ lắm, có cây được 20 cm. Đó, em thì không có nhiều đâu ạ, em chỉ còn có 2-3 khay thôi. Đó, có chậu thì có 3 thân, có chậu chủ yếu là 2 thân là nhiều này. Xinh cực là xinh luôn. Đó, màu trắng tinh khôi. Em bán với giá 170.000, mua 2 chậu là 300.000 nhá cả nhà nhá. Đấy, rất là đẹp, màu trắng tinh khôi. Hoa y hệt như trên màn hình này đây ạ. Và đây là cái dòng kiếm của gia đình em Thảo. Nó có cả kiếm vàng lẫn cả kiếm đỏ lớn lợn với nhau. Đó, nói chung là đều là những cái dòng kiếm có mặt bông rất là đẹp. Đã, xinh không ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Đây là dòng kiếm lá ngắn này, lá trơn, lá ngắn rất xinh. À, lá kiếm nó rất là cứng này. Đó, và hiện tại thì gia đình em Thảo cũng không có nhiều. Đó. Đẹp lắm. Hôm nay em Thảo làm TikTok với cái dòng hoa này này, anh chị em cũng nhìn thấy luôn đúng không ạ? Mỗi một chậu khoảng từ 4-5 củ luôn đấy. Rất là đẹp luôn. Đây này, cây cũng đang mọc mầm rất là khỏe này. Và người ta ví là nuôi kiếm như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Nuôi một con lợn nái vì nó đẻ rất là nhanh và cây kiếm này nó ăn nắng và rất là khỏe luôn. Nên là rất là dễ chăm sóc, anh chị em nào cũng có thể chăm sóc đấy ạ. Em bán với giá là 280.000 một chậu, mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Đây là kiếm vàng của Thái, có cái cây kiếm đỏ nên lẫn lộn lại với nhau rồi. Nhưng mà kể cả mặt bông đỏ hay mặt bông vàng nó đều xinh luôn đúng không ạ? Như cả nhà nhìn thấy trên màn hình này đấy ạ. Kiếm nhá, kiếm này của Thái, em còn có kiếm vàng của Đài nữa.
Và tiếp theo đây chính là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Khi mà chúng ta chăm sóc cái cây này, độ dài của nó lên đến khoảng tầm 3 mét. Và là một cái cây vừa đi ngọn có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Hoa màu trắng tinh rất là đẹp. Như anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Đó, và hiện tại thì cây của nó mỗi một cây cao khoảng tầm 30cm rồi. Đó, 25-30cm. Rất là cao và rất là đẹp. Và cái dòng hoa này là dòng được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đến này. Em vừa mới phun nước vôi trong xong để sát khuẩn đấy ạ. Em bán với giá ngày hôm nay bình thường em bán 250 cho đến 280. Hôm nay em chỉ bán với giá là 230.000 thôi ạ. Anh chị em nào mà quan tâm cái dòng hoa này thì có thể là sưu tầm. Đó, phi điệp đại bạch long. Hoa màu trắng rất là đẹp. Và hiện tại thì gia đình em Thảo vừa mới về được 50 cây phi điệp ma bó hàng gieo hạt của gia đình em. Và cái mặt bông như anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình này, đây chính là cây phi điệp ma bó này. Đó, em có cả cây năm nhất là 75.000 và cái cây này là cây năm 2 rồi. Đó, cây này em bán với giá rất là mềm ạ. Này, nhìn rất là nhiều thân nhá, đây 2 đến 3 thân. Đó, toàn 3 thân, 2, 3 thân thôi. Đó, em bán với giá cũng rất là mềm, cây nó không cao đâu, cây nó còn bé lắm. Đây, cao chỉ khoảng từ 5 đến 8 cm thôi, không cao lắm đâu. Đó, em bán với giá là 230.000 một chậu. 230.000 một chậu nhá cả nhà nhá. Đó, mua 2 chậu với giá là 450 phi điệp ma bó. Còn bên này là cây châu Như nè, xinh quá là xinh luôn. Đó, phi điệp châu Như hàng gieo hạt đó. Và đây chính là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố của gia đình em Thảo, có mặt bông màu hồng đậm rất là xinh xắn đúng không ạ? Và gia đình em Thảo bán với giá là 150.000 một chậu thiên cung lữ bố. Mỗi một chậu khoảng từ 4 cho đến 5 cây. Cây của nó dài khoảng từ 8 cho đến 9 cm, từ 5 cho đến 8 9 cm nhé cả nhà nhá. Thiên cung lữ bố 150.000 một chậu, mua 2 chậu là 250 nhé cả nhà nhá. Thiên cung lữ bố rất là đẹp. Hạc vĩ thiên cung lữ bố. Đây là hàng ươm ki nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là hàng mặt bông nó chuẩn nhá. Thảo xin giới thiệu cả nhà, đây chính là cây kiếm đài của gia đình em. Đây là kiếm vàng của Đài Loan nhá cả nhà nhá. Nếu mà anh chị em nào mà đã chơi kiếm thì chúng ta nếu mà chơi mặt bông đẹp thì chúng ta chơi hàng đài cũng được. Mà chơi hàng bản chất thì chúng ta chơi hàng rừng cũng được đúng không ạ? Đó. Nói chung là bây giờ thì nhà nhà sưu tầm hàng va đúng không ạ? Kiếm đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cũng sẽ nuôi một cây kiếm ở trong nhà. Nuôi một cây kiếm giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Đẻ rất nhanh, cây mọc tùm rất là nhanh chóng. Và hiện tại gia đình em Thảo có những cái hàng giống cây khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Ví dụ như là 2 thân tơ nhưng mà nó lại có thêm một mầm ở đây này. Nhìn này, cây rất là khỏe, phát triển nhanh. Đó, cây nào nó cũng như cây nào luôn đấy ạ. Đấy, cây rất đẹp luôn, dáng kiếm này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Dáng kiếm rất là đẹp luôn. Em rất là thích cái dòng kiếm này. Cây thì nó không quá là dòng kiếm lá ngắn mà nên là rất là thích. Nhìn thôi là đã mê rồi. Đấy. Mặt bông thì hoa vàng, lưỡi trắng như cả nhà đang nhìn ở trên mặt bông này đây, mặt hình này đấy ạ. Đó. Và bên này đây chính là phi điệp thác bay của gia đình em. Như đợt vừa rồi đấy thì thác bay của gia đình em về cái cây của nó còn nhỏ quá nên là anh chị em rất là quan tâm đến cái dòng hoa này đúng không ạ? Có mặt bông rất là đẹp và bay. Em bán với giá ngày hôm nay ạ. Với giá chỉ có là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay. Cây của nó cao, khá là cao đấy ạ, cao hơn những cây phi điệp khác một chút xíu này. Cây của nó cao khoảng tầm 15-17cm rồi đấy ạ. Và thân của nó này, nhìn thân của nó đẹp lắm, nập mập này. Đấy. Thác bay ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, em bán với giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Thác bay em bán là 270.000 một chậu phi điệp thác bay nhé cả nhà nhé. Mua 2 chậu thì em bán với giá là 260.000. Đó, xinh quá là xinh luôn đúng không ạ? Và đây chính là cây phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo, chỉ có 2 thân thôi ạ. Đó, cây phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt của gia đình em. Em bán với giá cũng rất là mềm mà nó chỉ có 2 thân thôi nên em chỉ bán với giá là 240.000 thôi. Như cả nhà đang nhìn đây ạ, cây lộc bắc này. Đó. Có 2 đến 3 thân thôi nhé, không có nhiều thân đâu. Cái dòng này cũng rất là khỏe, mặt bông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc em bán là 240.000 một cây. Và
Cô chú anh chị nào nếu mà khoảng 2 đến 3 ngày mà chưa nhận được đơn hàng của gia đình em Thảo thì hãy gọi điện lại cho em nhé. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây có cái thân của nó tím rất là đẹp này, như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá, nó chỉ cao khoảng tầm 10cm một chút xíu này, có cây nó thấp hơn. Đó, cái dòng của nó này, cái cốc của nó không to đâu, nhưng mà cây nó đẹp lắm. Cốc của nó chắc khoảng 10cm thôi. Đó, đây này, đẹp lắm. Cây của nó thấp hơn, thấp thứ hai so với Yên Thủy đúng không ạ? Đây này, đó, mỗi một cốc, có cốc là tím này. Nói chung là nó, cây nào nó cũng gần như nhau đấy ạ. Có cây là hai thân tơ, nếu mà cây hai thân tơ thì nó được nhiều hơn một chút. À nhầm, nó bự hơn một chút. Đó. Đây ạ. Đây. Và hàng ở bên trong này đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết mặt hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó, và cái dòng Di Linh Xuân này em bán với giá rất là mềm thôi ạ, 260.000 một chậu Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé. Như cả nhà đang nhìn đấy, đẹp lắm. Toàn từ 3 đầu thôi ạ, toàn 3 đầu trở lên thôi. Những cây nào hai đầu thì mập hơn này. Đó. Anh chị em nào mà muốn lấy nhiều thân thì có thể là bảo em nhé. 260.000 một chậu Di Linh Xuân. Và em còn có một ít hàng gái nhảy gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ, phi điều gái nhảy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và mặt hoa rất là quyến rũ. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào đã từng chơi thì rất là muốn sưu tầm đúng không ạ? Đó, và em đang làm hàng thì cây của nó thì không cao bằng cây Hồng Yên Thủy đoạn, cây nó thấp hơn Hồng Yên Thủy một chút. Là mỗi một chậu của nó chỉ cao khoảng từ 10 cho đến 12 13cm thôi. Đây ạ. Cây nó còn rất là bé. Đó. Và cái cây của nó thì có 5 cánh trắng rất là bay này, mắt của nó hồng và lưỡi của nó rất là xinh. Và em bán với giá là 240.000 một cây. Mua 2 cây là 450 nhá cả nhà nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. 2 đến 3 thân tơ, rất là xinh nhưng mà cây nó thấp thôi ạ, cây nó không to bằng cây Hồng Yên Thủy đâu nhá. Nó ngắn hơn Hồng Yên Thủy một chút. Đó. Và bên này đây ạ, đây chính là cây phi điệp núi chúa của gia đình em này. Đó, thân của nó không được xanh lắm đâu, nó vẫn tím tím nhá. Đó. Đây. Cây của nó mập một chút. Đó, mập hơn so với cây mắt đỏ Hòa Bình. Đó. Phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó. Phi điệp núi chúa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Và đây chính là cây phi điệp Hồng Yên Thủy của gia đình em. Có cái mặt cây rất là đẹp. Đây. Và có rất là nhiều đầu nhé cả nhà nhé. Từ 3 cho đến 4 đầu. 4 đầu, 3-4 đầu. Rất là đẹp. Đây này. Mỗi một chậu thì nó không quá cao đâu, nó chỉ khoảng tầm cao là 10cm đấy. Đây, đây cao 10cm này. Đó. Cũng vậy, nó có cây nó thấp hơn một chút nhưng mà nó đẹp lắm này, nhìn thân của nó thôi này. Cả nhà có nhìn thấy nhìn thân của nó thôi là chúng ta rất là yêu rồi đúng không ạ? Đó. Đây. Đó. Đây. Đẹp lắm, ở bên trong này cũng vậy, em đang gói hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó. Hồng Yên Thủy là một trong những cái dòng hoa gia đình em được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đó. Em bán với giá là 270.000, mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Rất là xinh xắn dễ thương luôn đây này. Đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Và đây chính là cây phi điệp Hồng Mỹ Nhân của gia đình em Thảo. Như cả nhà đang nhìn này, đây là nhìn cận cảnh thân xanh nhá cả nhà nhá. Riêng cái cây Hồng Mỹ Nhân này là thân xanh đấy ạ. Đó. Nó rơi mỗi một chậu khoảng tầm 3 đầu, 4 đầu. Rất là đẹp. Đấy. Và mỗi cây của nó thì nó cũng không quá là ngắn đâu, để em Thảo quay cho cả nhà nhá. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cái dòng hoa này thì trong quá trình em bán hoa lan ấy thì được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và cái giá của cái Hồng Mỹ Nhân ấy, nếu mà anh chị em nào mà quan tâm thì biết rồi đúng không ạ? 15 triệu trên 1cm cho một kỳ nhá cả nhà nhá. Thì ví dụ như một cái kỳ mà khoảng tầm 10cm nó rơi khoảng tầm hơn 100 triệu đúng không ạ? Một con số rất là khủng. Và thứ hai nữa đó chính là nó còn cao hơn cả Hiển Oanh cơ. Hiển Oanh hiện tại thì chỉ có 7 triệu trên 1cm thôi. Đó đây.
Đó. Và cây hồng mỹ nhân này, đây rất là đẹp ạ, từ 3 cho đến 4 đồng, rất là xinh. Có cây này nó bé hơn chút này. Đó. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450 nhá. À nhầm, 550 nhá. Mua 2 chậu là 550 cả nhà nhá. Và đây là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó chính là di linh thác khói. À, như anh chị em biết rồi đúng không ạ? Di linh thác khói là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và muốn sưu tâm. Và như em Thảo đang cầm ở trên tay đến đây chính là cây của nó này. Em vừa mới phun nước vôi trong xong nên là nhìn nó còn hơi trắng trắng đâu ạ. Đó. Khi mà em phun nước vôi trong như này thì em gửi hàng cho cả nhà sẽ được đảm bảo hơn. Em bán ngày hôm nay giá cực kỳ mềm luôn ạ. Bình thường em phải bán từ 80 đến 90 nghìn một chậu. Ngày hôm nay em bán giá cực kỳ mềm luôn ạ. 65 nghìn một chậu thôi nhá anh chị em nhá. 65 nghìn một chậu này. Đây là di linh thác khói này. Rất là xinh đẹp. Và bên này là cây mắt đỏ hòa bình của gia đình em. Đó, thân của nó đỏ này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, phun nước vô trong xong rồi nhìn nó giống như những con trâu nghé luôn. Đó, mỗi một chậu khoảng từ 2 đến 3 thân đấy ạ. Đó, rất là đẹp. Em cũng bán giá cực kỳ mềm luôn. Bình thường phải bán 80-90 nghìn, ngày hôm nay bán 65 nghìn thôi. Hai cái cây này là một trong những cái dòng được rất nhiều anh chị em yêu mến đấy. Đó, và bây giờ đang là... Và đây chính là một số phân thuốc của gia đình em. Và do là số lượng cô chú anh chị lên cửa hàng của gia đình em rất là nhiều và muốn mua vật tư phân thuốc luôn nên là gia đình em có lấy về để phục vụ. Và đây chính là cái cuộn dây để chúng ta chuyên dụng buộc lan này. Đó, cây lan nó sẽ không bị ảnh hưởng khi mà chúng ta buộc cái dây này, bởi vì nó là ở nhựa bọc ở ngoài và cái dây thép ở bên trong rất là dẻo. Em bán là cái dây này là 100m này, em bán là 40.000 này. Và đây là thuốc diệt kiến này, 50.000 một lọ này. Và cái này là có sự hướng dẫn ở trên tem mác nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là cả nhà có thể nhìn ở trên này và họ làm theo hướng dẫn nhé. 50.000 thuốc diệt kiến này. Đó, cái mùa này thì kiến rất là nhiều nên là chúng ta mua thuốc diệt kiến về chúng ta diệt đúng không ạ? Tiếp theo thì đây là B1 nhỏ này, 45.000 này. Đó, B1 45.000. Và bên trên này đây là đặc trị vi khuẩn chống thối nhũn này. Đó, 35.000 một gói này. Đó. À, để những các anh chị là bị nấm này, bị vi khuẩn, bị chống thối, có thể phun để chúng ta chống thối nhũn luôn này. Đây ạ. Đây. Một cái gói này chúng ta phun với là 16 đến 20 lít nước nhé cả nhà nhé. Và kiki duy xanh. Đây kiki duy đỏ này. Kiki duy đỏ em bán 80.000 này. Đó. Kiki duy xanh là 65.000 này. Đây là dạng phun, còn đây là dạng bôi. Đó, anh chị em nào có thể dùng hai loại này. Loại nào cũng ok hết này. Đó. Tiếp theo xuống dưới này thì kích dễ có 3 loại kích dễ. Đầu tiên là kích dễ của Mỹ Riot 50.000 này. Thứ hai là đây là kích dễ của Đài này, 80.000 này. Đó. B1 lúc này em giới thiệu rồi này. Keo liền sẹo này. Đó. Keo liền sẹo này em bán với giá là 45.000. Đó. Keo liền sẹo này anh chị em chỉ cần lắc một cái là chúng ta sẽ sử dụng được luôn nhá. Và đây kích dễ Đài này, kích dễ Đài này bình thường nhá. Đây kích dễ Thái nhá. Hàng rất là tốt luôn và bình thường em bán là 90.000 đây, ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 70.000 thôi. Đấy. Kích dễ của Thái nhá. Và Artisoc. Mùa này thì nắng mưa rất thất thường nên chúng ta mua về Artisoc về chúng ta phun đúng không ạ? À, 3 ml so với 1 lít nước nhé cả nhà nhé. Pha 3 ml với 1 lít nước nhé cả nhà nhé. Cái này nó có cái nó bị bung ra lúc mà em để trong hộp ấy, nên là nhìn nó này thì nó hơi bị bẩn ở đấy. Và cô chú anh chị nào mà mua cái dòng hoa này, mua cái hoa của em thì em sẽ tặng cho mọi người. Đó, em sẽ không bán nữa mà em tặng luôn. Artisoc về chúng ta để cây của chúng ta ra khoảng tầm 4 tiếng rồi chúng ta phun hòa cái Artisoc này ra chúng ta phun. Đó. Nano bạc để chống thối nhũn. Nếu mà ở mức độ nhẹ thì chúng ta nên sử dụng nano bạc, còn nếu mà nó nặng rồi thì chúng ta mua đặc trị vi khuẩn về mà chúng ta dùng đúng không ạ? Đó. Và đây là bã sen của nhà em, 35.000 một lọ. Đó. Đây là dạng rắc nhá cả nhà nhá. Về Super Thai thì gia đình em Thảo có hai dòng. Nếu mà anh chị em nào ít lan thì chúng ta mua cái dòng bé này. 30.000 lọ là 10ml, 100.000 lọ 5ml. Đó.
Artisoc, đây là cái nhầm, đây là Super Thai, là kích thích tăng trưởng cho cây. Nó chúng ta phun khoảng từ 1 đến 2 tuần chúng ta phun một lần cái dòng hoa này. Nói chung là cái dòng hoa này thì kích thích tăng trưởng rất là tốt và đặc biệt được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đấy. Và ở dưới này đây là chính là những cái gói phân tan chậm của gia đình em. Em bán mỗi một gói này với giá này là 75.000. Đó. Cái phân tan chậm trong vòng 6 tháng hàng cao cấp của Nhật. Đó, chúng ta mua về chúng ta rắc cách cây khoảng tầm 5 cho đến 10 cm. Đó, mỗi ngày nó sẽ tan ra một tí thì cây của mình nó sẽ rất là tốt, nó thu hút, nó hấp thụ dần dần đấy ạ. Và em Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ shop Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo thì cô chú anh chị có thể kết nối bằng cách là gọi Facebook, gọi Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em đều được nhé. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo ạ.